Mình đang đứng chỗ dòng xe này, mình chạy về hướng dòng xe của lớp giò này. Mình chạy về hướng bắt dòng cống này các bạn. Đó, cái hướng đó là về Bình Thạnh Trung ấy các bạn. Cái này là chợ lớp giò cũ nè, cái góc bên đây là chợ lớp giò cũ nè. Góc bên đây là chợ lớp giò cũ này các bạn. Chợ lớp giò cũ, còn cái góc bên đây mới là chợ lớp giò mới này nha. Bên đây là chợ lớp giò mới. Cái hướng này là về Bắc Dòng Cống nè. Ủy ban thành phố, ủy ban lớp giò đây nè, bên đây bên đây, bên tay phải nè. Phải này nha các bạn. Đang là trường học là lớp giò này. Còn cái đường rẽ mà bên tay phải của mình đó là nhà văn hóa này. Nhà văn hóa của lớp giò này. Đây. Khu văn hóa nằm đây, cầu cái dâu rồi nha, cầu cái dâu nè. Cái hướng đó là khu văn hóa huyện Lấp Vò. Cái lóc nướng này chắc, các bạn cho lóc nướng này. Cái lóc nướng nhiêu con hả? Dạ. Rồi. Bây giờ theo chân mình nè, đi về hướng là về hướng Bắc Dòng Cống nha các bạn. Dòng cống còn 3 km rồi nha. Ở đây ban ngành đoàn thể với nó khu văn hóa gì của nó nè. Đây lớp giò nó lấy mặt tiền hết rồi nha. Cái này mặt tiền không nha các bạn, văn hóa tiền hết. Cái vùng này hồi xưa là nó hết dân ăn sao mà tiền không à, lấy mua tiền không. Bên này sẵn có đi gì đó, có quán nhà lá cho còn bán còn không được mòn. Bây giờ người ta ăn uống cũng hạn chế, Covid ảnh hưởng. Bữa nay là ngày 18 tháng 6 2020 nha các bạn. Thôi mình tới đây mình xin dừng đi các bạn. Đó, thì hướng như là đó gần tới rồi đó. Rồi, để kết thúc.